Ở đây địa hình địa thế rất là ngon luôn á cô chú anh chị. Không biết tình hình ra thế nào ha. Vũ thấy mấy cái mương này đặt chấm lương khá là ngon đây. Cái bẫy Vũ ở trên đây. Bẫy Vũ bị dính đây nè. À, Vũ ơi, xin chào cô chú anh chị nha. Thì đây là mẫu lợp giống mới 2 lớp, được cho công tất cả toàn bộ là 2 lớp của chú anh chị. Thì lợp này của chú anh chị có thể đặt được những con mò nhỏ như là con ruồi á, con dế thì bao cho cô chú anh chị mình không bao giờ lọt được nha, với nhỏ với bự thì không bao giờ lọt. Thì cô chú anh chị mua bẫy liên hệ Vũ qua số điện thoại trên màn hình ha, hoặc là Zalo của Vũ. Bây giờ Vũ xin chào cô chú anh chị và mời cô chú anh chị đi thăm những cái bẫy gắn mối ha. Hôm qua đi đặt chấm lương không dính một con. Ý, hai con. Trời ơi. Gắn cặp luôn nha cô chú anh chị. Một con đỏ đỏ này là con đực, con trên đây là con cái. Bẫy gắn mối thì dính bấy sấy xà ngầu hết. Mà còn tới thì đặt chấm lương thì nó không dính. Cái mương này ngon quá trời, chắc chiều nay Vũ bơi xuồng ở đây vác chấm lên đây đặt quá. Mương lục bình nè. Đây một cái nữa. Được một con nữa. Trời ơi, con này nó mập, con này có trứng chắc luôn à. Đã chưa? Phát hiện cái bẫy dính nè. Nhưng để Vũ hái mấy trái hạnh này về ăn. Ba bốn trái gì đi. Ôi, hai con nữa chứ. Ngon người ta. Cái này là hai con cái không à. Trời ơi, nó bự rồi nè. Như thế này đâu còn gì để nói nữa. Gắn chản chản luôn. Cái này mà mằn ra cái mình đem chưa, cái này cái món Vũ chưa làm cái món mà muối sớt chiên ha. Chưa bữa nào làm thử bữa rồi ta. Chỉ có ốp muối ớt nè. Ớt muối ớt đem nướng nè. Hoặc là chiên giòn. Nhậu là bá cháy. Chua lùm chua bụi. Ê, bẫy ở đây. Bẫy đây mà tính là bụi bên bụi xả. Đựng con cái bự nữa ha. Gắn chẳng chẳng không ta. Dính không đây. Ý gùng gình gùng gình. Trời ơi, mũi đen. Cái này là con gắn cái nha. Đây. Nằm yên ơi. Con này đẻ rồi. Mình hơi thon à, mình không bự, cái bụng không bự. Bụng bự ăn ngon lắm, trứng nó béo cực kỳ luôn nha. Giờ đi ở đây đằng trước đây. Phải khum lưng kiếm nó mới được. Ê trời ơi, hai con luôn. Ngon. Đây con đực nè. Cắn bên đây chặn chặn. Trời ơi, cái bụng con đực này làm gì đó chạch vậy. Một con đực một con cái, cái này gắn cặp đó luôn á cô chú anh chị. Đã không? Luồng này thì Vũ đặt hôm qua rồi. Không dám đi nhanh sợ lạc bẫy. Ở đây gung ginh nè, gung ginh nè, gung ginh mấy con đây. Ôi, một con một đặt kiểu này là hết gắn luôn á cô chú anh chị ơi. Nó dính sơn nha, một cái là gần vô tiệt luôn á. Đợi khoảng chừng tuần lễ hai tuần gì á, từng mấy hai tuần đi cho chắc ăn, mình quay lên bẫy nó dính hơn chứ mình đặt rồi nó cũng dính lắm. Mà chục bẫy dính tối đa chừng vài con hả. Bữa đầu tiên đặt á nó dính bấy sấy hết trơn. Nãy giờ được mớ rồi thấy không? Gắn chẳng chẳng không á. Đặt mấy cái bẫy gắn mối này đừng có tham. Ví dụ bữa nay đặt dính nhiều quá, thấy dính đồ chỗ này dính ngon quá, đem bẫy đặt nữa. Vậy là chết nha. Kiếm mấy cái bẫy đâu tiêu hết rồi. Có nhiều gắn nó vô hết trơn à. Ở đây 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 đây. Đây 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 đây. Rồi. Ủa sao con này ngấm ta. Đơ luôn rồi.
nó bị sao đâu hết ơi. Đầu đây có con cái đây. Ở đây nè. Chết nữa, ơi còn gung ginh, gung ginh, gung ginh. Trời ơi, nó nực ra mồ hôi. Còn gung ginh nha. Còn một gắn cục đuôi nữa chứ. Chà, con này có trứng nha. Con này có trứng nè. Ngon, mấy con này ngon lắm. Vũ ở đây, Vũ bán cho cô chú anh chị mình á, thì con gắn món có trứng này giá nó hơi nhỉnh hơn chút nha cô chú anh chị. Tại nó ăn ngon hơn, nó béo hơn, nó có trứng á. Còn như gắn bình thường thì giá nó thấp hơn chút. Đâu ta? Ở đây, đây, đây. Dính không đây? Ừ, gung kinh rồi. U chu chào. Coi này cô chú anh chị. Mồ hôi á. Hai con nữa ha. Ôi hai con gắn được nha. Hai con đực chứ không phải là một cặp. Đã không? Gắn đực này á cô chú anh chị, nó vô trong lồng này để cắn lộn á chứ không phải nó ăn mồi đâu. Cô chú anh chị để ý ha, mua lợp của Vũ về đặt á. À, vô trong lợp một con. Còn một con nó ngồi trên đây nè. Nó nằm trên đây nè. Để nó sôi bội á cô chú anh chị, giống như là con gà vậy đó. Mà nấp bội con gà ở trong á, cái con gà trống ngoài cái, để nếu mà không bao lại nó đi vòng vòng nó sôi, nó đá gầm 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 hai con đực gắn mối y gan vậy đó. Cái này mấy anh nuôi chạy giống chắc biết rồi, gắn mối đực nó cắn lộn, cắn đứt đuôi luôn. Nếu mà để ngoài trống nó thấy nhau là cắn đứt đuôi, gượt đã cắn đứt đuôi nhau luôn. Đã lắm, Vũ đi thăm hoài nó gặp nó ngồi như này là một phỉnh trên cái lợp này nè. Cái lợp có con gan đâu nghe chú anh chị đấy. Mỗi video nào Vũ cũng phải đo cho chú anh chị mình xem gì nè, chưa tới gan nữa thấy không, nếu mà căng thẳng ra đâu đừng gan. Thấy cô chú anh chị nói Vũ sao đặt cái lợp bự quá mà gửi cho cô chú anh chị mình lợp nhỏ. Trời ơi, nếu mà Vũ mà buôn bán gian lận thì không tới bây giờ, không có tồn tại tới bây giờ đâu nha cô chú anh chị. Làm ăn cái nào cũng uy tín chứ. Đây Vũ con cái nữa nè, ngay cái đầu bờ con một. Trời, nó mệt phải đó với cặp mé phải không cô chú anh chị, cứ nhắm hướng nắng để Vũ chia sẻ nhẹ cho cô chú anh chị biết nè. Để cái này qua đây kết đi, cái lợp nó dính được con ha. Vũ lấy hai con đi cho cô chú anh chị mình dễ hình dung. Đây ví dụ như ở dưới đó là đống trà, hoặc là cái trà chuối, trà tre, trà gì, nói chung là một cái đống trà đấy ha. Cô chú anh chị nhắm hướng nắng, ví dụ hướng nắng bên kia qua hay gì, hoặc là hướng nắng bên đây, cô chú anh chị đặt ngay chân cái mí nắng luôn cho Vũ. Ví dụ như nắng mặt trời chiếu từ cái phía sau camera chiếu lại đây, đặt ngay hướng nắng gì nè đó, cái đường mà nó đi ra để nó phơi nắng đó cô chú anh chị. Ví dụ nó ngồi trên cái chuối này đi, nó thấy con dế động đầy đây đây, phóng xuống ịt liền chui vô liền. Nè 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 nè, hiện tại nắng thấy không cô chú anh chị, thấy bầu trời không, đang nắng dội vô đây ha. Đây đặt cái mí này, còn mí trong mát nó không ở đâu. Mí trong mát là cái cách đặt khác nữa nha, chứ không phải là đặt đụng đâu đặt đụng đâu đặt, cái đó là cũng dính đó, nhưng mà tỷ lệ nó mình hiểu biết thì mình đặt dính đó, tỷ lệ nó cao hơn. Trời ơi, vô gắn hành đi rồi. Không phải. Ồ, hai con một cặp. Rồi, một cặp luôn. Đã không? Rồi, thì cho Vũ tổng kết chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Nói chung là luồng bẫy này dính tệ quá. Này được con nè. Hai con nữa nè. Còn nhiêu là ăn con không? Có cái lồng không dính nữa nè. Lồng hết mồi Vũ mới đem về, còn mồi Vũ để lại. Còn đây hai con lèn luôn cô chú anh chị ơi. Ủa lộn, được 5 7 6 7 gì nè. Đấy cô chú anh chị thấy đã chưa?
hai con không ha, gắn cặp không đã.